Ủa chờ cái nón đó nha anh. Cho cái nhà anh đi biển nè. Hả? Ủa, ông anh đang mua đây đó hả? Ai cũng một xe đồ không? À. Ủa có cá heo luôn à? Ba xe tròn chống nhau hết đi rồi, gia đình đi thành ba xe ven nè. Ủa bơm sẵn luôn hả? Ủa xe anh Vũ sao không đậu đây, đậu xa nắng à? Ngầu không? Bùng ra. Cát này sao đấy? Thôi ở đây gần, em không dùng cái đó đâu. Đây kéo mấy năm rồi. Kéo mất mòn mất xe luôn. Ủa bà cát kéo được không? Mệt. Đẩy kéo này mệt. Ờ quải mẹ xuống dưới em thấy không xong rồi đó. Mời câu cá hả kéo? Mời đi câu nữa hả? Mời đi câu. Nắng đi nữa hả? Hôm nay đang đi ăn cá trong câu cá. Đền đâu? Ủa nó chui vô mà cá không có đền ơi. Cá anh má mì nè. Cá anh ơi. Baby. Ai cũng set up hết rồi. Ai cũng đang set up cho chỗ. Wow, biển này đẹp quá. Không mát. Bữa nay trời mát. Nhưng mà không biết tắm nổi không. Ra hai baby. Baby nổi quá vậy. Ra lại đây. Không có đi qua chỗ người ta. Nó thấy mấy con chim á, nó muốn rượt theo á. Còn đồ cho anh mấy? Đấy, còn đồ không? Hai baby. Đợi cho mấy ổng làm xong rồi mình chạy chiếu ra. Để chiếu bỏ đồ ăn á. Đợi em tay ông xăm cái này. Ông mua mấy cái này. Con chim. Nó chết. Quên. Cái này anh phải mua ra đặng trả chiếu nè anh ơi. Kéo thôi chừng đổ cơm á. Trời ơi, nó cái nó nặng. Bị nghiêng. Phải mua ra đặng để thôi cái đồ ăn đây nè. Để cái chiếu ngay trên giữa đó thôi. Trời. Bánh bò. Để cho anh mua được không? Nguyễn Thiện thì mua phụ em. Baby ơi, baby mommy nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ.
mình phổi mấy cái cát ở trong ra trước. Hồi nãy đưa chân Thiện nguyên cái bịch đá để cái bịch này ở trong á, nó đổ ra bể, đổ bể cho người. Ủa sao nó bể? Ủa sao nó bể hả? Ai biết đâu, cái này dính mà sao bể được. Trời ơi, kêu Thiện nó bỏ vô trong cái thùng chè luôn, mạnh nó lại đưa cho chân Thiện đi. Đó, bỏ nó bịch bịch chơi, bịch chung đá. Trên làm gì vậy anh? Vậy anh? Đó là hô hả? Dạ. Qua đời lấy làm sao? Giờ là qua đời lấy làm sao? Biển đẹp à? Biển này nước ngọt không à? Cái này hồ chứ cái biển nhưng mà không thấy bờ luôn, nó lớn dữ lắm, lớn luôn. Không thấy bờ biển luôn. Lớn dữ lắm. Biển giờ đi sớm mà chưa có ai chứ hồi đang trong đó. Tôi in đâu? Mặc áo phao vô. Có nắng đâu mà tho ghê hè. Dễ hả? Giờ gia đình anh ái à? Ủa gia đình anh Vũ đây hả? Đồ ăn nè. Đó. Này, mở ra. Rồi sao? Khui ra. Cơm chiên. Này cơm chiên hồi tối nè. Cơm chiên ông ăn. Ông ăn chiên. Giờ ta khỏi chiên. Cái nướng nè, à, cơm chiên. Cái sáng mình nướng nem thôi. Ở đó. Hay đó, bánh ướt với gà. 3 tiếng rồi hả? Tại vì tranh thủ làm việc được chứ. Nôn chết luôn á. Nôn được đi chơi. Gia đình ông ái rồi. Cái này bánh ướt luôn á. Bánh ướt hả? Chắc vậy quá không biết nữa. Nè bánh ướt này nè. Bánh ướt kia, cái bánh ướt kia là gà. Ra xe ngủ từ tối rồi đó. Xôi. Đó, người món là món đó. Đây. Chén dĩa rồi đây.
Trôi rồi gà. Đó, hấp dẫn rồi. Cái này là gì vậy? Cái này rau. Wow. Này gì vậy? Thịt luộc. Ồ. Cái gì? Dồi. Dồi, dồi. Còn dưới ra dưới nữa, ở dưới nữa. Ủa vậy hả? Ở dưới nó gỏi đó đó. Quay quay không quay. Ồ, gỏi tôm, tôm thịt. Có hai đó bụng ăn không hết hả? Để bụng ăn. Giờ bên đất đang chơi à. Đây anh. Lạnh thích cha Halo Vít Kỳ lạnh không? Lạnh á, lạnh không? Thấy nước này có vẻ lạnh rồi nha. Ôi ông con nè, nước giờ chắc còn mấy độ mà lạnh lắm lạnh. Hả? Hai ông đi chợ. Biết bơi như vậy, biết bơi chưa? Biết bơi chưa? Cái sâu lắm con, sâu lắm á nha. Sâu lắm á. Cái đàn. Cái đàn không đấy kia hả? Cái kia, cái miếng kia á. Miếng bự á. Cái biết của anh á. Cái biếng mà... Không, vô đây được, được chơi được. Ờ, chơi được, được. Thử đi. Này nhóc bên nãy nè. Hai gái bên nãy. Nè đâu. Mưa. Mưa. Ồ, mấy giỏ nó chơi vui trời luôn. Giờ đi biển mà trời mưa, mưa lâm râm mà đang bơm râm mà. Giờ đồ ăn giờ đang dọn cho trong hết rồi. Đang dọn trong hết, mưa lâm râm rồi. Đây anh ơi. Quái, mùa hè là mấy nhỏ chứ như đây à. Đây là đứng đây nè cho anh. Đây là đứng đây nè. Lấy cái này cho đoàn chơi leo này được ạ. Nằm lên đó, ừ, nằm lên đó. Đó Rodin mà. Hai bên đứng bên á, đứng bên á. Đó. Đó, ừ đó. Nói không, nói không, nói không. Sâu quá đi vô này hả à? Có mặc có phao đúng không chị? Có phao trồ lưu ạ không? Có phao nó xếp tì thì đỡ một tí. Nổi không? Đó nổi đó, nổi nổi đó. Còn nãy.
sống cũng đẹp vậy. Chị đàn. Hả? Nó không biết chơi đâu, không trôi không tiêu. À, giờ chỉ nhìn trôi thôi. Giờ nít ăn xong, giờ người lớn nhìn trôi. Đó, nước khô, có kèo, khô mực. Đây rồi. Ủa em hết rồi, em hết rồi. Thôi hết luôn mày ơi. Đây mấy đứa nhỏ, ai chụp hả cơ. Chụp qua hình nha. Vô quá giờ chụp luôn, nói chung luôn. Vậy thôi, vậy thôi. Ấy dạ, ở trên trên. Ở đây cũng cho phép uống uống bia như uống lén. Bên đây là chỗ mấy chỗ gì chơi là không được uống bia. Ngoài biển ngoài uống lén. Bữa đây là ngày thành lập Canada, ngày thành lập nước Canada. Giống như Việt Nam ngày 29 hả? Ủa này. Mấy đứa nhỏ mới tắm xong đợt giờ xuống tắm nữa. Tắm nguyên ngày luôn á. Đó, xả lai rồi kìa. Ờ, kia có người ấy nè. Xả lai rồi kìa. Tỉnh chưa? Chưa tỉnh đâu. Không, ngốc được. Không được. Đầy đuối á. Ủa thằng khác. Chưa. Đang có hốc kìa. Không, nó thực tập á. Tập đâu tập? Không thấy mấy mặt kêu quần đỏ đó mẹ. Ủa, nó giả bộ hả? À. Cái thằng nằm đó cũng mặc quần đỏ đó. Thằng người có nói luôn hả? À. Kìa kìa, này ngồi đó kìa, kìa thấy không kìa. Ngồi đó kìa. Đó. Nó thực tập, tại một đếm nó mặc quần đỏ hết không phải à. Anh em bằng đỏ không? Bằng đỏ mà. Nó có 4 thằng chạy ra mà. Không đó tụi sạch. Vậy hả? Cho tự kéo rồi chứ. Không, tụi sạch. Chứ thằng đó mặc đỏ mà. Nó dậy cách đó mẹ. Nè, đang quay, đang nhìn nó kìa. Ông này thì lạnh, giờ chơi pho, ăn đùi gà. Cái ông này rất ngọt, ăn đùi gà luôn. Rồi đừng có khăn. Ê! Alex, chia đi. Ui, còn nữa, thế hả? Ủa, gái có nước ngọt không? Nước ngọt không? Uống chung hả? Nước lon hết à? Đây là bà chủ. Rồi, cổ rồi. Chơi cho tắm xong cho mấy ông mày nhìn coi. Giờ tiền mới lâu không giờ đông mà giờ khách đông. Giờ đã chơi quá là lúc đông. Quá đông luôn. Nhưng ta biển là biển nước ngọt, không phải nước mặn. Biển nước ngọt, lợi tắm không là tắm lợi luôn, nước ngọt ngay à.
này chẳng có hồ chứ không phải là biển, nhưng mà hồ rất là lớn, không thấy bờ luôn á. Đại quá. Hai cái mập nó tới à, em quay hai nhỏ vậy. Wow, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Ăn thịt gà, ăn thịt gà. Đưa ghé. Để cây ông cái này nó nhảy, nó nhảy thật đó, vừa vừa đó. Máu cái máu nhảy cái máu. Để đi chơi. Quay vô á, tao đưa lên quay á. Ủa vậy hả? Rồi chôm chôm luôn. Chôm chôm ở đây cũng rẻ lắm, có 6 đồng phao hả? 6 đồng phao tính là nhiêu ký, mười mấy đồng. Là khoảng 300 ngàn. Ủa vậy à, hold on. Gần 200 ngàn ký, chôm. Ryan, trời ơi mới tắm chút xíu mà giờ coi kìa, bà nội kìa nó đen đi cha, cơm me luôn, tay chân đen à. Ê, Ryan ơi, đó, trôi không, đó, quá trời trôi luôn rồi, được kìa, rồi, ghê không? Alex, hello. Xe hai. Ryan, go kia, go over there, ok. Hello, bên đây. Yeah. Ok. Ờ chị đưa lộn được đó hả? Ôi. Ờ chị đen giờ đen luôn à. Này là bạn gái cho gia đình phải không? À, girlfriend hả? Không phải hả? Sao vậy? Sao không chịu hả? Sao nói sao không học hả? Không phải girlfriend thì sao lại? Lý do why? Why? No. Tại sao no? Nói, tại sao no? Thôi, ôi. Lạnh. Sao đâu? Nó gọi ra đâu? Sao đâu? Đó. Rồi quá. Ngồi lên. Thì đang đứng kia, ok, lên con. Hai đứa tiên là tiên đồng một nữ nè. Lên nè. Lên, hai đứa lên. Ricky lên con. Ricky, hớt kìa anh, hớt. Hớt thu cái đơn, ờ. Em ơi kìa. Dạ. Ricky ôm cho anh. Ôm vô. Ôm, Ricky ôm, chứ Ricky. Ricky ôm cho anh con. No. Sao ôm? Your girlfriend mà. Your girlfriend mà. No. Hả? Chơi từ sáng cho tới trưa. Bé trưa mà chưa mệt. Mang vô. Ừ, ngồi, mang vô. Nè, mang vô. Thank you.
được không? Ôi chết mẹ. Thế hả? Ê anh ơi, nó bị sao hả? Hả? Tắm nó không? Bỏ phao vô không? Hả? Nghĩ ra chơi gì vậy anh? Bữa nay tính là tưởng là trời không đẹp nhưng mà quá đẹp luôn. Nó không mưa rầm nhưng mà trời thời tiết khoảng 26-27 độ nhưng mà không nắng, thời tiết rất mát, quá đẹp luôn. Ở Canada khoảng mùa hè khoảng tầm 3 tháng hè tranh thủ ai cũng ra biển. Giờ mình đi dọc phố. Giờ lùng giờ nó mệt quá là giờ là phải ngồi xe cho anh hai kéo. Cười phải khoái. Gặp mà ai kéo rồi nói chuyện nó lạ làng cái gì. Hai đứa nó kéo thì ok. Con lấy cái bóp của em. Dạo phố tung tăng ra xong tí mình về. Không ai xuống bằng lùng luôn á. Đó, giờ đó có người kéo luôn à. Vậy còn gì bằng nữa trời. Đi đâu. Cho lên cho lên con gì nước cho mấy nhỏ. Ren ơi. Ủa, ông kia còn ấy á. Nga lẹt. À, hai lần. Ô, cái này có con bà quá đẹp quá. Đúng không? Bây giờ đi bộ quá này. Gần biển có khu phố nhỏ. Con dễ thương. Ông này quá đã luôn. Tắm biển xong giờ mệt quá, giờ ngồi luôn rồi, ngồi đây luôn rồi. Cho mấy về kéo. Kiếm ma lẹt. Phố giờ đông quá trời đông luôn rồi. Nè, hai bên đang nghe con ta luôn. Quay đông rồi. Cái này là đang bán kem à. Cô bán kem. Hả? Wow, đẹp quá nè. Hả? Bây giờ đâu vậy? Nói mày. Kem hả? Mấy đứa kem hả? Alex, nắm tay anh nha. Thôi thương thay nha. Giờ đã chuẩn bị lát đi xếp hàng đi ăn kem. Bán kem mà bán xếp hàng đông ghê rồi.
đây rồi, đây rồi. Cái gì nhiêu đây hả? Cái liệp lớn này xíu là 5 đồng à. Mắc giả mà mắc luôn. Ngon con, ngon không? Ngon hả? Nè, phố đâu nè, có gì có dừng lạc không? Đây, về đây là đi vào phố. Đi biến sáng giờ là giờ đi vào phố.